Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi làm bài tập sau. Đề bài cho hai tỷ số bằng nhau a phần b bằng c phần d. Và yêu cầu chúng ta chứng minh hai cái tỉ số này bằng nhau. Ở bài này thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách là đặt cái giả thiết này bằng k, sau đó chúng ta thay vào vế trái, thay vế phải, chúng ta chứng minh nó bằng nhau là được. Đây cụ thể như thế này. Em có thể em xem lại cái phương pháp mà chúng ta làm ở những video lần trước đó là em đặt A phần B bằng C phần D. Kết quả của cái hai tỷ số bằng nhau này, giả sử ta đặt là K. Rồi đến đây em đã suy ra được A phần B bằng K thì A sẽ bằng B nhân với K. Tương tự như vậy C sẽ bằng D nhân với K. Sau đó em đi em xét cái vế trái của cái biểu thức cần chứng minh này. Như vậy ta có 7A bình phương cộng 3AB phần 11A bình trừ đi 8B bình phương sẽ bằng. Bây giờ em thay vào 7 này. A bình phương thì em thay là B nhân với K tất cả bình phương. Cộng với 3 nhân với a, em thay là b nhân với k. Đây còn b em để nguyên. Giả à, dưới mẫu 11 nhân với a bình. A thì em thay là b nhân k này, tất cả bình phương này. Trừ đi 8 b bình phương. Chúng ta biến đổi này nhá. 7 nhân với ở đây phá ngoặc ra b bình nhân với k bình cộng với 3. Thì ở đây là B nhân B này B bình phương Rồi nhân với K Ở dưới mẫu 11 nhân với B bình Nhân với K bình phương Trừ đi 8 B bình phương Ở trên tử thì em thấy là Chúng ta đặt ra bên ngoài Được thừa số chung đó là B bình phương chỉ cần đặt B bình phương thôi, mặc dù nó có K có thể đặt nhưng mà chỉ đặt B bình phương thôi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ở dưới mẫu này chúng ta có thừa số chung là B bình phương, lát em rút gọn đi. Như vậy ở trong ngoặc này còn là 7 K bình cộng với 3 K. Rồi ở dưới mẫu em cũng đặt B bình phương ra ngoài. Bên trong dấu ngoặc còn 11 K bình trừ đi 8 Bây giờ em rút gọn đi, cho B bình phương đi Như vậy trên tử còn là 7K bình Cộng 3K Dưới mẫu còn 11K bình phương Trừ đi 8 Đây là dữ kiện số 1 Rồi bây giờ em lại đi em thay với phải Em biết đổi Lại có 7C bình phương Cộng với 3CD Phần 11C bình trừ đi 8 D bình phương Bằng 7 này C bình C thì em thay nó bằng D nhân K Rồi 3 nhân với C nên là D nhân với K Xong lại nhân với D Đấy Ở dưới mẫu tương tự như vậy nhé 11 C bình Thế là D nhân với K bình phương này Trừ đi 8 D bình phương em biến đổi tương tự phá ngoặc ra trên tử 7 nhân với d bình phương nhân với k bình cộng với 3 cho là d bình phương nhân với k rồi dưới mẫu nhé 11 chỗ này là d bình nhân với k bình trừ đi 8 d bình phương ở trên tử thì em nhóm d bình ra bên ngoài bên trong còn 7 k bình cộng với 3 k cả mẫu em cũng nhóm D bình phương ra ngoài Đấy bên trong còn 11 K bình phương Trừ đi 8 Bây giờ em rút gọn D bình phương ở tử dưới mẫu đi Như vậy trên tử còn là 7 K bình này Cộng với 3 K Ở dưới mẫu còn lại là 11 K bình Trừ đi 8 Đây là dữ kiện số 2 rồi đến đây em thấy là căn cứ và giả thiết chúng ta đặt bằng K Sau đó em thay vào vế trái em biến đổi ra một kết quả Thay vế phải biến đổi ra một kết quả Hai kết quả là giống y như nhau Đúng chưa? Như vậy từ đây chúng ta có điều phải chứng minh Rồi chúng ta ghi lại nhé Vậy em ghi lại toàn bộ cái biểu thức này xuống này. Chép lại cái đề bài này xuống Rồi, và đây chính là điều phải chứng minh